Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị nhớ hôm nay là mình là rằm gì không? Rằm tháng 10 phải không? Rằm hạ nguyên, rằm tháng 10 gọi là hạ nguyên. Chữ nguyên có nghĩa là một chu kỳ. Mình tạm nói như vậy để cho mình hiểu, một năm mình có 3 chu kỳ. Tháng giêng là rằm thượng nguyên, tháng 7 là trung nguyên, tháng 10 là hạ nguyên. Mà hầu như người Á Đông của mình đã cũng thích ăn Tết lắm. Mùng 1 Tết là Tết Nguyên Đán nè. Không, rồi cái tới tháng 3 là Tiết Thanh Minh nè. Chữ Tiết là Tết đó. Mình kêu Tết mà đúng chữ là gọi là Tết là Tiết chứ không phải là Tết. Bởi vì một năm có 8 cái Tiết. Một năm có 8 tiết, mùa xuân, mùa thu, mùa hạ đều là tiết hết. Mà mình nói riết ra trại ra thành chữ Tết, chứ đúng ra mình đọc là tiết. Tiết Nguyên Đán tức là đầu năm. Tiết Thanh Minh, tiết Đoan Ngọ, tiết Trùng Cửu là mùng 9 tháng 9, đó là một loại Tết đó. Mùng 9 tháng 9 cũng là một loại Tết. Mùng 5 tháng 5 là một loại Tết. Mà trong lịch á, thường gọi là tiết, tiết Đoan Ngọ, tiết Thanh Minh, tiết Trùng Cửu, vân vân. Rồi tự nhiên cái tới cái chữ đó cái không kêu tiết kêu Tết. Chứ thật chữ của nó là tiết chứ không phải là Tết. Cũng giống như mình kêu là cái bánh ít á. Đúng ra là cái bánh ếch. Tại vì ta làm cái bánh nó ngồi như con ếch vậy đó. Mình kêu riết nó thành cái bánh ít. Thật sự là nhiều chữ nó kêu trại. Giống như cái chữ mình đúng ra mình phải đọc là chùa triền chứ không phải chùa chiền. Chữ triền là gì? Triền là nhà cửa mình ở nè. Đó, chùa ở ngay chung cư người ta ở rồi. Chùa triền. Ăn trai mới đúng chứ không kêu ăn chay. Cho nên cái chữ trai á, mình cũng nói, mình nói sai lại, mình nói chạy lại, nói lệch ra thành chữ chay. Ăn chay, chữ chay là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình nói riết thành ra ăn chay. Chữ triền chứ không phải là chiền. Mình nói riết cái chùa triền. Đúng chữ phải đọc là chùa triền. Triền là nhà cửa ở.
Nhưng có nhiều vị mới giải thích chùa chiền là chiền hết người này chiền sang người khác mà trật nữa. Đó là truyền, truyền thừa đó. Nhưng đúng chữ là chùa triền. Thì hôm nay là rằm tháng 10, đúng lễ là đây là một cái lễ của nhân gian. Nhưng mà đạo Phật á, luôn luôn đem cái đạo dung hòa với cái thế gian. Cái này chúng ta gọi là Phật Pháp không có rời thế gian. Nếu mà chúng ta rời thế gian để mà đi tìm đạo Phật là không có. Tại sao? Tại vì thế gian là con người. Mà ngày nào con người còn sống, đạo còn khổ, còn phiền não khổ đau, thì ngày đó đạo Phật còn có mặt. Bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo tín ngưỡng. Đạo Phật là con đường để chúng ta sống, để chúng ta giải khổ, ngừa khổ. Ví dụ như con người mình á, ai cũng thích kiếm tiền. Nhưng mà có nhiều khi mình không có chánh niệm, mình sẽ thể kiếm tiền bất hợp pháp. Mình làm những điều có thể tác hại đến con người, đến xã hội, đến thế giới. Cho nên đạo Phật luôn luôn hướng dẫn người Phật tử, cái người mà tu theo Phật, là phải tìm những công việc nào không gây tổn hại đến loài vật, con người, thiên nhiên. Cái đó nhà Phật gọi là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là nuôi sống thân mạng mình một cách chân chánh. Rồi hàng ngày hành xử của mình phải cho chân chánh, có gọi là chánh nghiệp. Con người mình cũng siêng lắm, nhưng mà siêng gì không có đúng. Thí dụ như đang ngồi đây, mới vừa tụng xong thời kinh, chưa kịp nghe được mấy câu giảng nữa, bước ra cửa chùa một cái đã, hỏi gì vậy? Làm điếu ghê. Trời lạnh vậy đó, mà cũng phải ra ngoài hút một cái, cũng siêng quá chừng. Nhưng mà cái siêng đó nó chỉ tổn hại đến sức khỏe của mình. Hay thậm chí đi làm mà rảnh cái là mới lãnh cái check, chưa kịp trả tiền bill tiền gì hết, cái chạy vô casino cái đã. Cái đó cũng một dạng siêng, nhưng mà siêng không có chân chánh. Siêng chân chánh nhà Phật gọi là chánh tinh tấn. Thí dụ mình nghe chuyện gì không tốt về người nào đó, mình không có chứng minh mà cũng chẳng liên hệ gì mình, đi truyền đạt chi cho siêng quá, vừa dứt cái cú phone trước cái thôi thôi nhiều đây ha, để tôi phải phone cho người khác tôi báo. Nó cũng một dạng siêng đó. Nhưng mà siêng cái gì? Siêng cái đó nó không có lợi ích gì cho ai hết. Cho nên cái chánh đó gọi là chánh tinh tấn, là siêng năng tinh tấn. Siêng năng mà một cách chân chánh. Còn có nhiều khi mình siêng không chân chánh, là chẳng hạn như mấy cái chuyện trên trời dưới biển vậy. Vậy thì cái phong tục của thế gian, nhưng mà đạo Phật đến bất cứ một quốc gia nào, quốc gia đó có những phong tục gì hay, đạo Phật có thể hội nhập dễ dàng, không có gì khó khăn. Mà chẳng những như vậy mà còn làm cho cái phong tục đó thêm phong phú. Cũng giống như á, quý vị thấy á, mình học cái món cà ri của người Ấn Độ, nhưng mà mình đem về cái nước của mình là mình chế hồi là cà ri mình ngon hơn đó. Cà ri mình là có nước cốt dừa nè, có khoai lây khoai môn nè, có khoai ngọt nè, chứ còn cà ri nguyên thủy Ấn Độ là không có gì, chỉ có cái hột như đậu xanh vậy đó. Nấu ra rồi cho cái bột cà ri vô, không hề nước dừa gì hết mà nguyên chất luôn. Còn mình đem cà ri của Ấn Độ về mình pha vô. Bây giờ mà ai mà nấu spaghetti mà kiểu của người Ý là của người Việt mình nấu là khác. Phong Hòa nhớ có ai có một lần trúng cái giải thưởng là tại vì nấu Mỹ, nấu đồ ăn Mỹ mà cái bí quyết ở bên trong là có vài giọt nước mắm. Cho nên người đó trúng giải, tại vì nó đậm đà cái hương vị. Phong Hòa nói như vậy là để mình đưa ra cái ví dụ. Đạo Phật là một con đường dẫn mình đi tới cái đường chân thiện mỹ, chỉ cho mình cách cách sống.
Con người ai cũng cần tiền, nhưng anh phải cần tiền làm ra tiền một cách chân chánh. Mà làm ra tiền chân chánh mà anh đem đi tặng biếu người ta đó mới được quyền gọi là tịnh tài. Tịnh tài là tiền của này trong sạch. Ví dụ mình mới vừa gạt ai ngoài kia 500, 700 gì đem vô, nói dạ con tịnh tài cúng chùa. Thầy không biết là thầy nhận được tịnh tài mà tịnh hay không thì mình biết, phải không? Vậy thì cuộc sống của chúng ta vẫn đi làm, chúng ta vẫn ăn, nhưng mà đôi khi vì thỏa mãn cái ăn mà mình quên rằng phải ăn cái gì để nó giảm đi cái sự đau xót của người khác. Cho nên mình, đạo Phật chỉ cho mình cái chánh niệm để ăn. Ăn như thế nào để không làm tổn hại muôn loài muôn vật khác, hay là mình giảm thiểu cái sự làm khổ nhau. Con người mình ai cũng nói, nhưng mà có thể cái nói của mình đó, nó chưa đủ khả năng làm cho người khác giảm khổ, mà nói càng nói người ta càng khổ. Mình đến với đạo Phật mình học cách nói, nói như thế nào để làm người ta nghe mà người ta dễ chịu, người ta không thấy khó chịu. Đạo Phật dạy cho mình cái nghe. Con người mình ai cũng nghe, ai cũng thích nghe, nhưng mà hình như là mình không thích nghe lời xây dựng. Mà chuyện thiên hạ đâu khoái nghe lắm. Sao mà chiều khi người ta chưa kịp gọi nữa, gọi hỏi rồi: tôi nghe chuyện đó đúng không? Người ta nói tôi cũng không rành. Nó thôi đừng có giấu, nói tôi nghe coi chuyện gì. Còn năn nỉ nữa. Nhưng mà khổ và thấy chuyện của mình thì mình làm sao? Phải giấu. Chuyện của mình là mình giấu cho kỹ, cho kín và không muốn ai nghe. Mà chuyện người khác thì mình thích, thích xới, thích tìm để mình nghe. Đó, cho nên mình cũng siêng đó, mình cũng thuộc tinh tấn dữ lắm đó. Nhưng mà cái tinh tấn đó nó không mang lại cái lợi ích cho mình, cho người. Cho nên nhà Phật gọi là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn. Vậy bây giờ mình đặt một câu hỏi: tu để thành Phật, thành Phật là thành sao? Chỉ cần theo 8 con đường thôi. Thấy đúng gọi là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng gọi là chánh ngữ, siêng năng cho đúng là chánh tinh tấn, tĩnh lặng cho đúng gọi là chánh định, trí tuệ cho đúng gọi là chánh tuệ. Cho nên mỗi năm mình cúng Trung Thu cũng không phải của mình. Trung Thu là một cái tiết vào mùa thu. Người nhân gian người ta lấy cái ngày đó để người ta tạ ơn đất trời sau một cái mùa thu hoạch. Rồi người ta có của, rồi người ta nghĩ tới con cái, người ta mua quà cáp cho nó, tại vì cũng khoảng cái thời gian nó tụ trường. Cho nên rồi con nít nó được quần áo mới, nó được bánh kẹo, nó được quà cáp, cái nó gọi là Tết Nhi Đồng. Thưa đại chúng, cái chữ Tết Nhi Đồng là của người Việt Nam mình gọi đó, hay đó. Con nít nó vui như ngày Tết vậy đó. Tới cái ngày đó là nó có lồng đèn, nó có mọi thứ, thì đối với nó đây là một ngày Tết thì chứ gì nữa. Nhưng mà đại chúng thấy ở đây là mình càng tổ chức một cái mùa lễ, mỗi cái mùa lễ là phải có quà cáp. Lễ tình yêu là phải tặng bông, mời đi ăn nhà hàng. Lễ cha, lễ mẹ, tất cả các cái lễ đều phải có cái quà cáp với nhau. Đó là những cái sự hội nhập. Bây giờ mình cũng hội nhập nè. Nhưng mà ví dụ như cái lễ Halloween, mình tới đây mình sống xứ người ta, thì người ta có cái lễ Halloween, là cái ngày lễ, bây giờ Việt Nam dịch là lễ của hồn á. Vẽ mặt, vẽ mày, rồi ôi nhà nào trang trí nhìn thấy rùng rợn. Ở đây mình sống xứ này thì người ta tổ chức, rồi mình có thích thì mình làm, không thích cũng chẳng sao. Nhưng mà không mắc cái chi mà phải bưng nguyên cái lễ này đi về Việt Nam. Tự nhiên hồi xưa nhà mình đó rất là đẹp đẽ, giờ ở Việt Nam có nhà nào cũng treo bộ xương, làm mộ làm mã trước. Cái văn hóa đâu có gì đâu. Nó phải tùy để mình chọn. Mình phải có cái chánh kiến trí tuệ để mình thấy cái gì mình học được, cái gì mình không cần học, biết thôi, không cần học.
Quan trọng lắm, tại vì mỗi người của chúng ta ai cũng có cái chừng mực chứa đựng. Cái gì cũng chứa là không nên, tại vì có ngày nó sẽ bị tẩu hỏa. Thật sự cái chữ tẩu hỏa nhập ma là từ của phim trưởng. Không hề bao giờ có chữ tẩu hỏa nhập ma, cho nên có nhiều người ngồi thiền sợ tẩu hỏa nhập ma. Ma hỏa ở đâu mà tẩu? Tẩu là chạy á. Tại lúc đó đầu mình nó bưng bưng, mình ôm mình chạy kêu tẩu hỏa. Rồi tâm thần mình rối loạn kêu nhập ma, hay là ma nhập. Rồi mình đem nguyên cái từ phim trưởng vô mình xài ở trong chùa chiền, kêu đừng ngồi thiền, nghe ngồi thiền riết tẩu hỏa nhập ma đó. Nhà Phật không có cái chữ đó, kinh điển không hề có chữ đó. Các ông tổ mà thiền sư thật sự các ngài không bao giờ xài chữ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có mình là ảnh hưởng phim Tàu quá là mình tẩu hỏa nhập ma thôi. Cho nên mình có cái hội nhập, mình có thể hội nhập, mình có thể hòa đồng, nhưng mình không có thể hòa tan. Hai cái nó hòa nó khác. Hòa tan là sao? Rồi riết rồi mình không còn gì hết. Ví dụ như vậy, quý vị thấy mình qua đây ha, mình vẫn ăn Tết Tây nha, đúng không? Noel là đi mua quà cáp ăn Tết Tây, nhưng mình không quên Tết Việt. Đó, mình hội, mình hòa nhập, nhưng mình không có hòa tan. Cái đẹp của người Việt Nam ở ngoài này là tới Tết là người nữ vẫn còn mặc áo dài đi chùa, đẹp vô cùng. Đó là cái văn hóa. Nhà nào ít nhất cũng còn cái bàn thờ ông bà. Ở đây có nhiều bác rất là kỹ, kỹ mà cúng kỹ đó. Năm nào có bà cũng có một vài gia đình là cầm một cái giấy danh sách lên là sao gì, hạn gì, mấy tuổi. Mình nhìn cái danh sách là mình biết là rất là kỹ. Nhưng mà thật sự cái đó là theo cái phong tục. Nếu mà nói về cái dễ thương là vậy thôi. Chứ còn hỏi là đạo Phật có chủ trương ở đó không? Không có. Vì cúng sao giải hạn là phong tục của nhân gian. Người ta nghĩ đến năm, đến ngày, đến tháng phải cúng vậy đó, để hết tai, hết nạn. Nhưng mà mình đâu có bác làm chi. Rồi ai muốn cúng vô đây tôi cúng cho. Anh muốn nói tôi cúng cái gì tôi cúng cũng được, nhưng tôi cúng thứ à, cầu an thôi. Thật sự giải hạn để làm gì cũng muốn an, giải sao để làm gì cũng muốn an, cúng tâm tay để làm gì cũng muốn an. Thì thôi tôi khỏi xài chữ nhiều quá, tôi xài chữ thôi, cầu an. Sẽ là quý vị có chuyện gì cũng dùng chữ được rồi, cầu an. Tức là con ước nguyện con được an. Nhưng bây giờ nhớ là mình xin cầu ít nhất cũng phải một lần lên để có mặt. Để làm chi biết không? Để mình nghe trong kinh dạy con muốn an cầu sao. Phật dạy mình muốn an phải cầu cái gì? Phải làm sao để mình được an? Còn cái chuyện mình thắp đèn, mình cúng trái cây, mình cúng hoa, mình làm gì đó, đó là sự tướng. Còn cái lý là chúng ta ngồi đó, chúng ta tiếp nhận một cái lời dạy. Mà bây giờ khơi khơi biểu nghe chắc không nghe nổi đâu. Hình thức tụng kinh tha thiết lắm. Mình nghĩ là tụng cho Phật nghe. Nhờ Phật cũng chịu khó lắm. Phật ngồi đó Phật nghe. Phật ngồi đó để làm gì? Để mình được tụng cho Phật nghe. Nhưng mà mục đích như vậy là để cho mình nghe, nghe cái lời kinh đó thấm. Nhưng mà biểu tụng khơi khơi không có tượng Phật, mình nó không có linh. Phải có tượng Phật để mình cảm nghĩ rằng Phật ngồi đó. Giống như Pháp Hòa đi gặp quý cụ á, nói cụ ơi niệm Phật đi. Thôi không niệm. Niệm một mình buồn lắm. Giờ hỏi niệm chung không? Niệm. Bây giờ mình phải ngồi mình niệm chung. Mình niệm để làm gì? Mình niệm để người đó được niệm. Giống như hồi nhỏ mình đi học, cha mẹ biểu ngày nào cũng trả bài. Cha mẹ biểu ngồi đó, cha mẹ ngồi chung. Thật sự mình học gì nữa giờ? Một là mình biết gì nữa để học. Nhưng mà giả bộ ngồi học với nó, mà có mình ở đó thì nó mới chịu học. Cho nên cái hình thức tụng kinh đó, quý vị tụng có câu nào tụng cho Phật nghe đâu. Không có câu nào biểu Phật ơi nhớ ái ngữ lắng nghe đâu, cho mình. Nhưng mà hình thức phải tụng vậy đó.
Chúng con biết rằng thế giới này chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai, vân vân tụng vậy như một lời nhận diện và phát nguyện. Cho nên á, khi mình về nhà, mình nhận diện ra rằng gia đình mình lúc này nó có những cái bế tắc, con cái mình lúc này nó như thế này thế kia, thì chúng ta phải tìm cách đưa nó ra khỏi đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó là cái thiện chí mà chúng ta muốn làm. Dĩ nhiên phước nghiệp mỗi người mỗi khác, không phải ai giống ai đâu, nhưng mình không cố gắng thì việc nó không thành. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay chia sẻ và nói cuộc đời Pháp Hòa là cả một sự, Pháp Hòa có hai chữ là cố gắng. Nói giỏi, mình không có giỏi gì hết á, tại mình có cái gì đâu mà giỏi. Nhưng mà mình cố gắng, sống là cố gắng thôi. Ngày nay mà mình Phật sự mình được như thế này, chùa chiền mình được như thế này là cả một sự cố gắng. Rồi tất cả những huynh đệ, quý vị Phật tử ở đây, thấy quý thầy cố gắng, quý thầy quý vị cũng nương cái cố gắng đó, quý vị cố gắng theo, rồi chúng ta nương nhau mà qua được những cái ải trong cuộc sống. Hồi sáng này trước khi ra lễ, có một Phật tử gọi ở xa, gặp nhiều cái bế tắc, nhiều cái khổ lụy đến liên tục trong gia đình. Thì Pháp Hòa cũng nói chuyện với cô trên phone. Cô mới nói trời ơi, mấy ngày nay buồn rầu trong lòng quá, mà được nói chuyện với thầy vài phút như vậy, tự nhiên thấy trong người nó cũng nhẹ ra. Thật sự ra Pháp Hòa đâu thần thánh gì mà nhẹ không nhẹ, nhưng mà con người mà mình có một người nào cảm thông với mình, được mình nói ra được một cái gì trong lòng mình đó, đỡ lắm. Dù chưa bỏ hết nguyên gánh xuống mà thả được vài cục gạch cũng đỡ, đỡ lắm à. Nếu mà nói cho cùng, giờ ngồi đây ai mà không đóng gạch? Có nhiều người là không phải gạch luôn mà đá luôn, đá nguyên cục. Nặng nề lắm. Nhưng mà mình đừng có ôm, mình phải tìm cách mình thả đó ra. Không có thể nào thả hết, nhưng mà thả được viên nào hay viên đó. Sỏi chút chút vậy nè mà ngàn viên nó cũng nặng vậy. Đá to to mà 10 cục nó cũng nặng nữa. Hễ cục nào cũng túi là cục đó nặng à. Cho nên hạ nguyên là gì? Thượng nguyên á là thời kỳ hưng thịnh, trung nguyên là thời kỳ bình lặng. Nhưng mà vừa trung nguyên không bao lâu thì gì tới? Hạ nguyên nó tới. Giờ nhịn đây có hạ nguyên nhiều rồi đó. Nghĩa là ở cái tuổi 50 là mình biết mình đang hạ nguyên rồi đó. Sức khỏe giảm nè, sức khỏe giảm hẳn. 50 là mình thấy sức khỏe mình giảm rồi. Rồi cuộc sống của mình nó có những lúc thật là thịnh, có những lúc bình lặng, có những lúc thật suy. Cho nên một năm mà ba cái lễ đó để nhắc nhở chúng ta, đời có thịnh, có trung bình, có suy giảm. Đó là chuyện thường trong thế gian. Thỉnh thoảng con người chúng ta phải được sự nhắc nhở, không nhắc là mình quên. Cho nên mình đi chùa, tại sao tuần nào cũng tụng giống kinh, sự nhắc nhở. Tại sao quý thầy giảng tới giảng lui, nói hồi cũng vô chỗ đó, nghĩa là cũng cái ý chính là vậy. Đúng thế. Vì con người mình lẫn quẩn cũng nhiều chuyện à, không tham sân si cũng có ba cục đó thôi. Có gì ngoài tham sân si? Nói rộng thì còn nhiều nữa, nhưng mà gọn là ba thứ. Ai cũng tham, chứ không có không tham đâu. Nhưng mà tham chừng mực thì đỡ khổ, tham quá đà thì khổ, thế thôi. Ai mà không sân, nhưng mà vừa sân biết cái nó hạ. Giống như nấu sữa đậu nành vậy thôi, vừa sôi lên tắt lửa, mà hãy đứa cái nó trào liền. Con người nào cũng có sân, nhưng mà mình biết cái sân thì mình chỉnh độ lửa. Con người nào cũng có si, nhưng mà nhờ có tu cho nên si nó bớt. Nhờ có nghe pháp cho nên mới thấy sao cuộc đời được mất, thành bại hơn thua. Phải ở trên đời này cái gì có cũng có, nhưng mà rồi cuối cùng mình không có gì hết.
Trời ơi, cái gì tôi cũng có, nhà tôi cái gì cũng có. Nhưng mà khi mà cái ngày cuối của mình là gì? Không có cái gì. Mà thật sự không có cái gì là không có cái gì để mang theo được. Để dành chén hột sòn dám chôn theo không? Bất quá mua đồ giả để theo thôi. Làm sao dám mua đồ thiệt? Làm sao dám đem đồ thiệt theo? Cho nên có cái ông đó, ông mới ông chết, trước khi ông chết ông dặn bà vợ: tiền anh để lại 2-3 triệu đó, em nhớ đem hết cho anh nghe không? Cái ngày cuối bà ký một tấm check 3 triệu bà ghẻ vô. Bà nói anh dặn thì em cũng nhớ lời, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, anh đem chi cho nặng nề, thôi để em ký cái check rồi cho nó gọn. Như vậy thì cái check đó làm sao? Có xài được không? Không có xài. Tiền của ai hưởng? Bà vợ rất là thông minh, vẫn thực hiện lời của chồng dặn là gửi hết 3 triệu theo, nhưng mà ký cái check thôi. Cho nên là chúng là mỗi một lần mình cúng lễ đó. Hồi sáng này có một Phật tử hỏi cái gì gọi là sự mà cái gì gọi là lý đó. Mình tổ chức cúng rằm này rằm kia là hình thức, nhưng mà cái lý mình muốn nói ở trong là gì? Cái đạo lý, cái sâu sắc ở bên trong là gì? Chúng ta nhận được cái ý nghĩa gì trong cái lễ đó? Ví dụ hôm nay Hạ Nguyên nha, thì tự nhắc nhở chúng ta là cuộc đời có 3 thời kỳ, con người nào cũng 3 giai đoạn: thời kỳ trẻ trung, thanh niên trai tráng, một cái thời kỳ chỉ còn tráng hết còn thanh, phải không? Con người nào cũng có liệt có oanh, nhưng mà cuối cùng rồi mình hết oanh còn liệt. Ai cũng có một thời huy hoàng, phải không? Bữa hôm có một bác Phật tử đi với thầy, đứng ở dưới bếp với thầy viện chủ. Bác mới nói: con biết không, bác này con biết không, là một tay tài xế. Pháp Hòa nói: dạ, bây giờ con nhìn bác con thấy hết tài còn xế. Xế là xế chiều. Dạ rồi, tài không còn mà thấy xế. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta quán chiếu những cái hình, những cái gì Pháp Hòa nói nãy giờ là một hình thức quán chiếu. Quán chiếu là gì? Là nhìn lại. Cuộc sống của chúng ta rất cần sự nhìn lại. Quý vị để ý nha, mình lái xe đó ha, mặc dù mắt mình nhìn thẳng nè, nhưng chút xíu nhìn kiến hậu, chút xíu nhìn kiến hông, chút xíu nhìn cây số. Mình không nhìn cây số là mình overspeed, phạt chết. Cho nên chân đạp ga mà mắt phải nhìn, không được nha. Cho nên con người của mình á, mở mắt là chỉ nhìn thẳng, nhưng mà đôi lúc phải nhìn sao, nhìn hông, thậm chí muốn quẹo, muốn sang lên phải nhìn cho kỹ. Nhìn chưa kỹ là có thể đi đến tai nạn. Cho nên ai cũng là kỹ sư, nghĩa là mình luôn luôn mình nhìn lại. Cuộc sống là phải có nhìn lại. Mình thiếu sự nhìn lại là mình sẽ đi rất là xa, mà mình quên mình đang đi đâu. Đi đâu hồi mà thí dụ mình đi Jasper, lâu lâu phải nhìn coi còn mấy cây số mà đi có đúng bản không. Mình đi cái hướng này mình nghĩ là đi Jasper, mà có thấy cái chữ Jasper còn mấy chục cây không? Đi hoài sao không thấy bản Jasper? Là phải có chân, phải không? Nhiều khi đi hồi nó hết Jasper còn bơ. Bơ phờ. Đi quá trời mà biết đi đâu. Cho nên người ta ở ngoài đường có những cái bảng đi đường, có những cái đèn lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ. Mỗi con người chúng ta phải có một cây đèn đỏ, một cây đèn traffic. Lúc nào bật đèn xanh, lúc nào phải chậm lại đèn vàng, và lúc nào phải dừng hẳn như cây đèn đỏ. Mình cứ bật đèn xanh hoài, đèn này hư rồi. Và cứ bật đèn đỏ hoài, đèn này cũng hư. Cây đèn còn quớt là cây đèn phải thay đổi 3 màu. Cho nên cuộc đời này á, sở dĩ mà mình biết trân quý, mình biết vui là cuộc đời có đến có đi, có còn có mất. Lúc mất khi mình có mình mới biết quý, còn lúc mình có hoài không bao giờ mất, mình chẳng bao giờ coi ra gì. Cho
Cho nên có những ngày đói không có cái gì ăn, cho nên những lúc có cái gì ăn vui vẻ vô cùng. Có những ngày không có một miếng nước xài, tới hồi có nước xài biết quý. Cho nên một lần nhà thờ, có một cái nhà thờ mời Pháp Hòa tới giảng trong một cái dịp lễ lễ phục sinh. Theo quan niệm của người Thiên Chúa là Chúa chết 3 ngày, Chúa sống dậy, Chúa bay về trời. Thì cái ngày lễ đó các vị mời Hòa lên nói, Pháp Hòa không có chọn đề tài gì khác mà nói cái nhìn của Đạo Phật qua cái phục sinh. Nó tương ưng với lại cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa là có một ông thầy thuốc, lúc ông còn ở nhà đưa thuốc cho con không thèm uống. Đến khi ông đi xa, ông đánh điện tín về, ông nói cha các ngươi đã chết rồi, chỉ còn ông trước khi chết, ông để lại cái số thuốc đó, các ngươi phải uống thuốc cho lành bệnh. Các con thương cha quá, hối hận lúc cha còn sống mình không nghe lời cha. Bây giờ cha chết rồi, thôi mình ráng uống thuốc để làm cha vui. Uống thuốc xong khỏe mạnh, cha trở về. Cũng như thế, nếu mà Đức Phật còn tại thế cho tới giờ phút này, chắc gì mình tu. Thôi mình có Phật kế bên rồi, lúc nào khổ chạy tới ngay. Cho nên Phật thị hiện không còn ở cõi đời này nữa. Mình nói đơn giản là chết. Thì khi Phật chết rồi thì mình thương Phật, mình quý trọng Phật, thì mình nghe lời Phật, mình sống theo lời Phật. Mà điển hình là câu chuyện của Ngài A Nan, là người đệ tử thân cận với Phật, mà chúng ta gọi là người thị giả, tức là người sát bên Phật để chăm sóc sức khỏe cho Phật. Mà cuối cùng Ngài là người không chứng đạo. Khi mà Đức Phật mất rồi, Ngài vẫn chưa chứng đạo. Tại vì sao? Ngài có cái tánh ỷ y. Ít nhất tôi cũng là anh em chú bác với Phật, tôi là một người đệ tử cẩn thận với Phật, cho nên lúc nào tôi muốn gặp Phật tôi cũng đều được gặp. Các ông các bà tới là phải qua tôi, tôi cho vô mới được vô. Mà riêng tôi thì gặp Phật lúc nào cũng được. Vì cái ý y đó cho nên không ráng. Y chang kiểu mình chứ gì. Chùa ở đây ha, thôi chùa ở đây mà bữa nào mà đi không được, cứ ý vậy. Cho nên nhiều khi 10 năm trôi qua mà không biết chùa nằm đâu, mà thậm chí cũng chẳng biết trong đó có cái gì. Vì cái tính ý của mình đó. Có nhiều người làm thợ mộc mà ở nhà cái cửa nó hư quanh năm, tại vì cứ nghĩ là thôi mình lo sửa nhà người này trước, sửa nhà người kia trước, tại người ta nhờ mình, người ta mướn mình, nhà mình mà sửa chừng nào không được, kiếm gì vậy. Cho nên đi làm về cái thôi mệt quá, nghỉ, bữa khác sửa đi, cái này sửa một chút chứ gì đâu. Mà nhiều khi cả mấy chục năm mà cái cửa đó sửa chưa rồi. Nó có trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay mình về chùa, mình cúng một cái rằm gọi là rằm tháng 10, gọi là rằm Hạ Nguyên. Mà mỗi lần mà mình lại về chùa, mình lễ mình cúng như vậy là một sự nhắc nhở. Nhắc nhở mình để mình không quên cái đạo lý trong đời. Đạo lý trong đời này là gì? Con người mình ai cũng trải qua những thời kỳ hưng thịnh, nhưng mà nhớ là mình chỉ một lần lên đồi và một lần xuống dốc, chứ không bao giờ xuống. Bây giờ già rồi không lẽ trẻ nữa sao? Mỗi ngày con người mình chỉ có đi tới thôi. Sức khỏe, tuổi thọ của mình chỉ đi tới thôi. Có một cái mình có thể đi lui là gì? Mình nhìn lại suốt bao nhiêu năm qua mình đã sống như thế nào. Bây giờ mình phải quay trở về, mình sống cái gì để nó thích ứng với cái tuổi đời của mình. Tuổi đời già rồi thì mình sống tĩnh lặng của một người tuổi lớn tuổi, thì tự nhiên cuộc sống mình nó an nhàn, nó tĩnh lặng hơn. Lớn tuổi rồi, già rồi mà mình chưa có tỉnh, mình còn nhộn nhịp, còn lao sao, thì tự nhiên mình chạy theo không kịp cái mình tức. Ví dụ giờ này mà mình còn đi nhảy disco mà thấy mấy đứa nhỏ sao nó nhảy hay quá, mình nhảy không nổi, mình tức. Đó, tại mình tức chứ sức khỏe mình không có sao nhảy. Hồi trẻ thì ok. Lúc già rồi thì bây giờ chỉ có gì nữa, chỉ còn đi từ từ lại Phật, ngồi yên niệm Phật mà đẹp vô cùng. Cho nên mỗi người ai nó cũng có cái đẹp
mà mình đẹp vậy gọi là đẹp thời trang đó. À, hồi xưa mình cũng áo dài đủ màu hết, thôi giờ một màu thôi, màu lam. Tới cái tuổi nào đó rồi thì mình một fashion thôi. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng mà thật sự ra là đó là những cái điều mình ôn lại để nhắc nhở chúng ta trong cái cuộc sống mà thật sự là quá bận rộn, quá nhiều việc, mà chúng ta đôi lúc ấy, chỉ có nhìn thẳng mà quên nhìn lại. Thôi bây giờ mình tập nhìn lại một chút để mình thấy chúng ta cần làm cái gì, cần buông cái gì, cần giữ cái gì. Ví dụ mình còn trẻ, mình tạo một sự nghiệp, bây giờ mình đưa lại cho con cái nó lo. Thôi bây giờ á, mình cứ hỏi han, mình dòm ngó hoài cũng chẳng làm được cái gì. Giao cho con cái rồi thì thôi, để cho các con làm, mình lo việc khác. Cho mình cứ dòm ngó mà mình chẳng làm được gì, chỉ làm mình khổ thôi. Bận tâm rồi nhúng vô chuyện của mấy đứa nhỏ, chuyện con cái, thì tự mình làm mình khó chịu, mình khổ. Thôi mình nên nhìn lại cái gì mình có thể làm được, cái gì mình hết thôi, không còn làm được nữa. Giống như giờ con số quý bác lớn tuổi ngày xưa là cũng từng oanh liệt ở dưới bếp, không? Bây giờ lớn tuổi rồi đâu còn làm gì được nữa, nhưng mà làm trong khả năng, trợ duyên cho người trẻ, hộ trì cho người trẻ để người ta làm. Và các anh chị trẻ mà thấy sức khỏe mình có, khả năng mình có, mình phải đóng góp. Cuộc sống này nó đẹp là nhờ chúng ta có đóng góp. Ai cũng nghĩ thôi, tôi không có vô cái chỗ đó làm chi đâu, phiền não lắm. Nếu cuộc đời này á, mà nếu là tìm mà không, chỗ nào mà không phiền não thì chắc không có. Đấy, chuyện vợ chồng mình sống mỗi ngày, tuần cũng ít nhất cũng phiền não một lần chứ bao ít sao. Sống chung là phải có những cái chuyện. Nhưng mà chúng ta đến cuộc đời này để chúng ta đóng góp những gì chúng ta có thể, những gì chúng ta có thể làm được cho đời, cho đạo, cho xã hội chúng ta làm, thì cái đóng góp này mãi mãi. Xin cảm ơn đại chúng tham dự cái ngày lễ Chủ nhật hôm nay, và chúc đại chúng thân tâm luôn được an lạc. Dù cuộc đời có thịnh có suy, có còn có mất, có thành có bại, quan trọng là tâm chúng ta vững vàng trước mọi hưng suy của cuộc thế. Và đó là cái chủ đích mà chúng ta tập, chúng ta tu. Bởi vì tu như thế nào, nghĩa là chúng ta chỉnh sửa cái tâm mình. Tâm mình hay chao đảo theo thịnh suy, bây giờ giữ tâm cho vững trước thịnh suy. Vì thịnh suy là cái chuyện phải đi phải đến. Tâm mình giữ vững được thì mình thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi thời cuộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là cuối tháng 12 này, 26, 27, 28 sẽ có 3 ngày tu học cho các em từ 13 tuổi trở lên tại tu viện Tây Thiên. 29, 30, 31 là 3 ngày tu học cho người lớn tại tu viện Tây Thiên. Và hôm nay chúng ta đã bắt đầu nhận đăng ký. Quý vị nào khuyến khích con em mình tham dự khóa tu thì xin đăng ký, hoặc là mình tham dự khóa tu người lớn thì cũng xin đăng ký sớm để tu viện có đủ thời gian để chuẩn bị cho khóa tu cho tốt. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Để mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng khoan đứng dậy, xả chân chút, please massage your legs before you stand up.